Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Hôm nay là ngày 22 tháng 5. Chỉ một lát nữa thôi là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại bảng tổng sắp huy chương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn đang dẫn đầu. Và mình xin khẳng định luôn là chắc chắn Việt Nam sẽ đứng đầu với 197 huy chương vàng, 115 huy chương bạc và 110 huy chương đồng. Tổng số huy chương chúng ta đã đạt được là 422 huy chương. Xếp thứ hai là đội tuyển Thái Lan, kỳ phùng địch thủ, luôn luôn ở trong trạng thái bám sát Việt Nam. Nhưng mà đến giờ phút này thì chắc chắn là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ dẫn đầu thôi. Thứ ba là đội tuyển Indonesia, thứ tư là Philippines, thứ năm là Singapore, thứ sáu là Malaysia, thứ bảy là Myanmar, thứ tám là Campuchia, thứ chín là Lào. Lào cũng đã có được 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Brunei thì có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đội tuyển Timor Leste chỉ có 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Duy nhất quốc gia Timor Leste vẫn chưa có huy chương. Chúng ta cùng nhớ đến 7 giờ tối ngày hôm nay, 22 tháng 5, diễn ra trận chung kết U23 Việt Nam với U23 Malaysia, sorry anh em, là U23 Thái Lan. Và mình xin dự đoán đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch SEA Games với tỷ số là 2-0. Hôm qua thì bóng đá nữ đã vô địch rồi và hôm nay chúng ta chỉ còn trông chờ mỗi bóng đá nam để chúng ta sẽ có 2 cái huy chương vàng dành cho bóng đá nam và bóng đá nữ. Anh em cùng đón chờ với con số 2-0. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo.